Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1096, 4103, 9547. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6547. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78481, 76570, 35313, 20005, 17539, 01130, 94969. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77254, 69924. Giải 2 trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87748. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40990. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 699101. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 699101.